Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh. Trong video này, Eliette hướng dẫn chúng ta chỉ cập vào phần ôn tập và kiểm tra hai môn toán và tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đầu tiên, chúng ta chỉ cập vào trang eduz.vn. Sau đó, chúng ta bấm vào biểu tượng đăng nhập. Chúng ta đăng nhập bằng tài khoản mà Eduz đã cung cấp. Sau khi đăng nhập, chúng ta bấm vào mục lớp học. Tại mục khối tiểu học, lớp 1 đến lớp 5, chúng ta bấm vào xem tất cả. Tại đây sẽ là nơi lưu trữ phần ôn tập kiểm tra hai môn toán và tiếng Việt cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Chúng ta bấm vào lớp mà chúng ta muốn ôn tập. Tiếp theo, chúng ta bấm vào mục bài học. Tại mục bài học của chúng ta sẽ được chia làm 3 phần: ôn tập tuần học kỳ 1, ôn tập tuần học kỳ 2 và phần đề kiểm tra của hai học kỳ. Ở đây ví dụ chúng ta bấm vào tuần 33 đến 35. Sau khi bấm vào, chúng ta có thể thấy được phần đầu của bài ôn tập sẽ là video hướng dẫn giải các bài tập. Tại đây chúng ta có thể bấm vào phần danh sách phát để xem các video tương ứng với các tuần. Tiếp theo, phía dưới sẽ là giới thiệu về nội dung ôn tập của các tuần. Và phần cuối sẽ là thực hành các bài ôn tập. Chúng ta tiến hành bấm vào để làm bài tập. Rồi, bài 1 chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng. Chúng ta bắt đầu làm bài tập cùng nhau nhé. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta bấm vào Finish. Rồi chúng ta bấm vào Check My Answer. Những câu trả lời đúng sẽ hiển thị màu xanh, còn những câu trả lời sai sẽ hiển thị màu đỏ. Và phía trên đầu là phần chấm điểm. Rồi chúng ta tiếp tục qua phần bài kiểm tra. Chúng ta cũng làm tương tự như phần bài tập tuần. Chúng ta tiếp tục thực hiện như là phần bài tập tuần. Ở đây chúng ta sẽ có những câu sai và những câu đúng. Cách làm phần ôn tập và kiểm tra của môn tiếng Việt, chúng ta cũng thực hiện tương tự như môn toán. Chúc các bé thực hiện thành công và làm tốt các bài tập trên hệ Eduz. Xin chào và hẹn gặp lại.